xin được kính chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khuyên Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khuyên Nguyễn chỉ chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Khuyên Nguyễn cũng muốn đem một số ít những cái kinh nghiệm của mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc những thú cưng như mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Khuyên Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó thiết thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt. Thì để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong cái video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khuyên Nguyễn Vlog, nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật mới nhất về những cái dòng chim biết nói chuyện hàng ngày trên kênh của Khuyên Nguyễn ha. Thì chủ đề ngày hôm nay Khuyên Nguyễn cũng muốn trả lời một số câu hỏi của những cái bạn có comment ở dưới video của Khuyên Nguyễn, là đa số là các bạn nuôi chim á, thì mình cũng muốn là mang những chú chim của mình ra ngoài để mình chơi. Tuy nhiên là nó gặp một số cái bất cập là chim các bạn thì nó đã đủ lông đủ cánh rồi thì nó có thể là nó bay mất ha. Thì những con chim mà các bạn mới nuôi, giống như chim non mình mới nuôi khoảng chừng 1 tháng 2 tháng á, là nó chưa có quen cửa quen nhà, thì hoặc giả là những chú chim nhồng nè, lúc trước là Khuyên Nguyễn nuôi 1 năm rồi đó, nhưng mà nó mà sổng chuồng ra là nó bay mất luôn, nó không quay lại bạn. Thì đó, thì cái vấn đề thứ nhất là sợ chim nó bay mất, và cái vấn đề thứ hai là cái móng của những chú chim này nó khá là sắc đó, nó khá là sắc ha. Thì có nhiều bạn hỏi mình là có nên dùng kéo để mình cắt cái móng chân hay không. Đây, cái móng của con chim nè, có nhiều bạn hỏi mình là có nên dùng kéo để mình cắt cái móng chân của nó hay không. Thì thưa với các bạn nè, cái móng này nếu mà các bạn dùng kéo mà bằng cắt mà nó sâu quá, cắt thì được, cắt thì một thời gian nó cũng ra lại thôi chứ không phải là nó không ra ha. Nhưng mà nếu mà các bạn cắt mà sâu, đây Quyền đưa gần gần cho bạn coi, nếu mà mình cắt mà sâu qua tầm khoảng chừng vào có chừng 1 phân 2 phân thôi, đó là máu nó chảy rất là nhiều, máu giống như là máu ở đầu ngón tay mình gì đó. Thì Khuyên Nguyễn cũng đã cắt là cho một em chim sáo rồi, thì mình mới biết được là cái móng chân này ha, không phải là cái chất, không phải là sừng, cái lớp sừng ở trong đây không đâu, mà là nó có cái mạch máu ở trong đây nữa đó. Các bạn mà cắt sâu quá thì máu nó sẽ chảy ra và nó sẽ chảy hoài luôn, giống như là cái đầu ngón tay mình băng bó lại và mình cầm máu thì nó mới hết chảy ha. Thì đó là cái việc mà Khuyên Nguyễn khuyên các bạn là các bạn đừng nên cắt. Nếu mà các bạn muốn thả chim ra ngoài chơi thì mình cầm trên tay gì thì nó cũng không có vấn đề đâu. Mình sợ là nếu mà mình sợ nó bay lên người mình, nó cào, nó cấu ở trên tay hay trên mình thì mình nên mặc áo. Thứ nhất là các bạn có thể là mặc áo tay dài nè, mặc áo tay dài các bạn thả lên, hoàn thả nó lên trên tay áo gì thì rất là ok ha. Đây, đứng lên cho cả nhà mình biết rồi đó. Hoàn thả lên trên này, cho dù nó cào nó cấu hay nó làm gì đi chăng nữa thì các bạn cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thì lúc trước thì mình cũng không biết cái vấn đề đâu, không phải là mình không biết mà là mình do mình chủ quan á, mình mặc áo ngắn tay á, cái là những chú chim mình thả ra thì nó sẽ cào cấu ở trên da mình, là làm cho chảy xước là rất là nhiều. Nhưng mà đối với thanh niên mình thì cái việc mà chảy xước như vậy thì nó cũng không có đáng kể. Thì Khuyên Nguyễn cũng khuyên mọi người ha, nếu mà các bạn muốn mang chim ra chơi, thứ nhất là mình phải mặc áo tay dài như vậy để tránh cho cái việc và cái móng vuốt của nó cào cho mình là bị chóc da bạn. Thì cái việc thứ hai là cái việc mà để hạn chế cái tầm bay của con chim và để cho cái việc mà thả chim ra chơi nó được an toàn hơn á, thì các bạn cần nên cắt một ít cánh của nó ha. Thì hôm nay Khuyên Nguyễn sẽ thấy là em chim nhồng nhà mình nó đã đủ lông cánh rồi và nó có thể là nó bay được đó. Đây, nó bay qua camera nè, được rồi, nó đã bay được rồi đó. Thì bây giờ Khuyên Nguyễn sẽ tiện một ít lông cánh của nó để cho cái việc mà mình thả chim ra chơi nó được an toàn hơn. Thì đây mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắt, mình sẽ tiện một vài sợi lông cánh của nó thôi. Thì các bạn muốn cầm chim á, mà muốn cho con chim nó bớt dãy giụa, hay là các bạn cầm để mình lột lưỡi chim hay là mình cắt cánh chim á, thì các bạn cứ cầm vừa chân nè, vừa đuôi nè, vừa cánh nè. Như vậy là con chim nó sẽ không có dãy giụa nhiều và nó cũng không làm mất sức của con chim nữa. Bây giờ kéo thì mình sẽ banh cái cánh ra và mình sẽ tiện khoảng chừng 3-4 sợi lông cánh của nó thôi.
tại chim mình còn nhỏ quá cho nên là mình sợ các cánh nhiều quá là nó có thể ảnh hưởng đến đến con chim, cho nên là mình tiện khoảng chừng 4 cộng thôi. Thì cắt cánh của chim các bạn thì không là không có làm cho con chim nó bị chết hay là không làm cho con chim nó mất sức đâu, mà là mình cắt để cho nó được an toàn hơn khi mình thả nó ra thôi, chứ 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 ngoài ra là không làm ảnh hưởng gì đến con chim hết. Thì cái kéo này nó hơi bị lục các bạn, thì mình nhấc nó không được bén lắm. Đó. Đây thì chú chim mình mới vừa cắt cánh xong. Đó thì một số điều Phi Nguyễn cũng muốn chia sẻ về hai cái vấn đề mà có rất là nhiều bạn hỏi hỏi mình bằng cách comment ở dưới video là chim có nên là cắt cái móng chân của nó để cho nó đỡ cào cấu cái tai hoặc giải khi mình thả ra chơi thì nó được nó không có mà cào xước ở trên người của mấy đứa nhỏ mà của những trẻ em á, thì tốt nhất là cái này trẻ em các bạn nên tránh cái việc mà thả chim ra chơi ha, tại vì nếu mà nó đậu vào thì cái móng chân nó phải vố xuống rồi thì cái đó là cái điểm tất yếu rồi. Nếu mà mình không thả chim ra để gần những trẻ em ấy, thì nó sẽ không sao. Và cái việc thứ hai là có nên cắt cánh chim đi để cho nó thả ra nó được an toàn hay không, thì cái việc này là bạn nên ha, tại vì Phi Nguyễn cũng đã bay rất là nhiều em chim rồi, cho nên là mình bây giờ mình rút kinh nghiệm ngay từ đầu luôn là mình sẽ tiện một ít cánh của nó cho nó cái việc mà bay của nó được hạn chế hơn. Thì thôi, một số điều Phi Nguyễn muốn chia sẻ với anh em như vậy, thì thôi chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.